Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong video rất đặc biệt Run City ngày hôm nay. Phải nói là một video rất là quan trọng với mình nha các bạn, bởi vì mình đang cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Và cũng để ăn mừng, đó là kênh của mình đã đạt được 30.000 sub và những cột mốc rất là đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian hành trình vừa qua của mình, từ lúc mà mình bắt đầu làm video cho đến bây giờ nha các bạn. Và cụ thể thì trong video lần này mình sẽ chơi lớn một lần các bạn ạ. Đấy, thì nói chung là mình cũng chơi lớn nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì chúng ta cũng sẽ gọi là một lần chơi lớn và rất là quan trọng nha các bạn. Đó là mình sẽ gọi là không cần phải chờ đến sự kiện luôn các bạn ạ, mà mình sẽ nâng cho chú rồng của chúng ta lên thẳng level 70 luôn. Đầu tiên thì chúng ta gọi là có chú rồng ở đây đang rất là cần nâng lên level 70, đó là chú rồng đùa bơ xếp sành nha các bạn. Đấy, và nói chung thì kể cả là chú rồng đang nâng sao ở trong kia, đó là chú rồng Lestonaut, thì mình cũng sẽ là nâng lên level 55 luôn. Đấy, nói chung là hiện tại 3 sao thì nâng lên level 55 được. Đấy, thì nói chung là vào một cái dịp mà chúng ta sẽ gọi là ăn mừng rồi chơi lớn, không cần phải chờ đến sự kiện mà chúng ta làm luôn các bạn ạ. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ khám phá xem là trong sự kiện gọi là có, nói chung là rương game rất là ngon ở bên đảo ở trên đây thì có gì luôn nha các bạn. Và ở đây thì mình phải nói tới một vấn đề rất là quan trọng mà mình muốn là gửi một thông điệp để mà nhờ các bạn giúp đỡ những người gọi là đã xem hành trình của mình Run City trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đấy, thì cụ thể là chúng ta sẽ lên trên group Thợ Săn Run City quân Torico nha các bạn. Ở đây thì nói chung là các bạn cũng không cần là phải vào group, mà các bạn có thể là nhấp vào link bên dưới, mình để bên dưới các bạn ạ. Ok, và đây là một cái điều rất là quan trọng với mình. Mình xin nhấn mạnh là rất quan trọng với mình nha các bạn. Mình rất nghiêm túc trong cái vấn đề này. Ok, thì ở đây chúng ta có là thông điệp nhờ giúp đỡ quân Torico. Xin chào thân gái và quyết thắng, mình là quân Torico và cũng là người đã thành lập group Thợ Săn Run City quân Torico. Mình đã hoạt động Run City được hơn 4 năm, từ ngày sắp bắt đầu vào đại học đến nay là năm cuối, nên mình mong muốn được gửi một thông điệp nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn là những master, những player Run City để thực hiện một cuộc khảo sát cuối năm học của mình, cũng để đánh dấu sự cống hiến với Run City suốt những năm vừa học đại học vừa làm video. Ở đây thì nói chung là mình cũng đã kể rõ tình hình của mình các bạn ạ. Mình đã làm Run City trong khoảng thời gian là vừa học mà vừa làm, vừa tích lũy thêm kinh nghiệm, và cũng có nhiều lúc mà chúng ta gọi là làm video rồi sau đó chúng ta nói chung là cống hiến cho video và cũng cố gắng để mà học lấy kết quả tốt các bạn. Đấy, và làm ra nhiều video hướng dẫn và giúp đỡ mọi người. Và ở đây thì nói chung là mình muốn nhờ các bạn đó là điền vào bản khảo sát Google Form giúp mình qua link. Link ở bên dưới nha các bạn, đây là link có thể tham khảo mẫu mình đã điền sẵn bên dưới. Ở đây thì nói chung là chúng ta lát nữa mình sẽ vào điền thử cho các bạn xem nha. Đấy, và ngoài ra khi kết thúc khảo sát thì chúng ta cũng sẽ kèm theo một số phần quà nè. Cảm ơn các bạn vô cùng nhiều, để mình biết rằng khoảng thời gian cống hiến giúp đỡ mọi người là không vô nghĩa, không lãng phí. Và xin chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa và vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, cụ thể thì nói chung là giống như là hành trình của mình đấy các bạn ạ. Khi mình bước chân vào đại học, thay vì là có thể là mình phải chuyên tâm vào học hay là vừa học vừa làm thêm một công việc gì đó, thì mình đã quyết định là cống hiến cho Run City. Và khoảng thời gian đó vừa làm vừa, nói chung là làm video vừa học cũng rất là nhiều khó khăn. Đôi lúc là mình muốn bỏ làm video luôn các bạn, nhưng mà nghĩ đến gọi là mọi người cũng đã đồng hành mình một thời gian trước đó, và nghĩ đến việc là mình có vẻ là hợp với việc là làm hướng dẫn viên Run City, nên mình đã rất là cố gắng để ngày hôm nay khi mà đã đến cái cột mốc cuối năm rồi các bạn ạ, có một gọi là môn cuối cùng là môn đồ án, và hoàn thành xong môn này thì mới gọi là tính là mình đã hoàn thành xong chương trình và tốt nghiệp. Và trong sau đó thì mình phải là làm một cái cuộc khảo sát
Và chính vì vậy nên mình mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ các bạn, những người chơi Run City, những người bạn, những người đã cùng đồng hành với mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đấy, và mình sẽ bấm vào link nha các bạn. Ok, khi mà chúng ta bấm vào link rồi thì chúng ta sẽ có, nói chung là nội dung ở đây thì liên quan tới nội dung là môn đồ án mình làm cuối kỳ ở gọi là đại học của mình nha các bạn. Đó là trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đấy, và sau khi chúng ta làm thành công cuộc khảo sát thì cũng sẽ có những phần quà gửi đến. Nói chung là liên quan đến việc là có chiến lược marketing, giáo trình học và làm video ở gọi là Premier và giáo trình tiếng Anh cơ bản đến nâng cao. Đấy, thì nói chung là mình xin phép gửi thêm phần quà thôi các bạn ạ. Nói chung là có thể là sẽ hữu ích với các bạn một ngày nào đó trên hành trình của các bạn. Đấy, và chúng ta sẽ đầu tiên là điền vào Gmail nha. Thì sau khi chúng ta đã điền xong Gmail rồi thì bắt đầu là với câu hỏi thứ nhất, điền vào họ tên thì mình sẽ điền vào tên của mình nha. Đó là Phạm Hồng Quân. Đấy, và thứ hai là chúng ta điền vào năm sinh. Thì năm sinh ở đây thì mình sẽ điền là 2001 nha các bạn. Nói chung thì nhiều bạn đã biết tên thật của mình và cũng biết là năm sinh của mình rồi. Ở đây thì bạn có quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin khi sử dụng mạng không dây không? Thì ở đây nếu được các bạn nhắm vào cho mình là rất quan tâm nha. Đấy, ở câu hỏi thứ tư thì nói chung là cho biết mức độ hài lòng của bạn với các giải pháp ở đây. Nói chung là mình đề ra 7 giải pháp thì các bạn có thể là đọc qua. Những giải pháp này có thể giúp chúng ta là bảo mật wifi khi ở nhà. Ở đây thì nếu được các bạn nhắn vào giúp mình là cực kỳ hài lòng nha. Đấy, tiếp tục thì trong các giải pháp bảo mật wifi ở đây các bạn chọn giải pháp nào làm giải pháp chính. Thì nói chung là trong những giải pháp này theo gọi là góc nhìn của mình nha, thì các bạn chọn vào số 3. Vì số 3 thì nói chung là vừa dễ mà nói chung là cũng bảo mật rất là tốt nha các bạn. Chỉ cần thay đổi mật khẩu mạnh cho wifi là đã nói chung là một phần an toàn rất là lớn rồi đấy. Tiếp theo là câu số 6, cho biết mức độ hài lòng của bạn với các giải pháp khi sử dụng wifi ở nơi công cộng. Các bạn có thể là đọc ra những giải pháp của mình để mà thực dụng khi mà chúng ta ở wifi công cộng cũng sẽ giúp cho chúng ta bảo mật nha các bạn. Và ở đây thì các bạn cũng nhắn vào chúc mình là cực kỳ hài lòng. Đây thì nói chung là sử dụng mạng ảo VPN. Nói chung là với bài học của chúng ta là sử dụng mạng VPN FastIP rất là nhiều rồi các bạn. Nào là FastIP để vào Run City, FastIP để làm tab, nói chung rất là nhiều video rồi các bạn. Nên mình nghĩ là cái phương pháp chính của mình cũng sẽ là một. Đấy, chúng ta chỉ có 7 câu hỏi thôi nha, rất là ngắn nha nhưng mà rất quan trọng với mình. Thì mình mong các bạn dành ra một ít thời gian để mà hưởng ứng thông điệp giúp đỡ của mình nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ nhấn gửi. Và sau khi nhấn gửi thì mình sẽ có một đường link ở đây. Các bạn chỉ cần nhấn vào link là thấy được những phần quà của chúng ta nha các bạn. Đấy, thì mình sẽ nhấn vào link. Thì nói chung là chúng ta sẽ có ở đây là những file chúng ta sẽ có thể là tải về để mà nghiên cứu nha các bạn. Nào là file chiến lược marketing nè, rất là hay nha các bạn. Rồi file giáo trình học làm video nè. Đấy, và có cả là file ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao luôn nha. Sẽ giúp đỡ chúng ta một phần nào đấy trong tương lai, nhiều khi là hữu ích cho chúng ta đấy các bạn ạ. Đấy, và nói chung đó là việc đầu tiên khi mà gọi là mình vừa lên cột mốc 30k là sub và cũng như là một hành trình từ gọi là lúc mới bắt đầu làm video ở gọi là sắp vào đại học và đến nay là cũng sắp kết thúc đại học rồi. Thì mình rất mong sẽ nhận được sự hưởng ứng giúp đỡ các bạn từ thông điệp của mình để mình biết rằng khoảng thời gian là mình đã cống hiến giúp đỡ mọi người vừa qua sẽ không phải là một điều gì đó vô nghĩa và cũng không phải điều gì đó lãng phí nha các bạn. Cái này thì nói chung là mình sẽ lấy sớm cho nên là ví dụ như là video của mình được khoảng tầm là trong một ngày thôi các bạn. Nói chung là nếu các bạn có thể thì các bạn giúp sớm mình trong vòng một ngày nha. Vào gọi là nếu mà các bạn xem video của mình, nói chung là kiểu mà thấy video này lâu rồi thì các bạn cũng không cần là vào nữa. Tại vì lúc đấy là mình đã gọi là phải có chỉ tiêu rồi nha các bạn. Cho nên là nếu như các bạn thấy video này còn mới thì hãy giúp mình nha các bạn. Ok, thì nói chung là cũng đã gửi được thông điệp mà mình muốn là nhờ sự giúp đỡ các bạn rồi. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện giống như những gì mình đã nói nha. Mình sẽ thực hiện chơi lớn nha các bạn. Ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một chú rồng ở đây. Đó là chú rồng Listener Vampire. Hiện tại thì đang nâng lên là 2 sao rồi nha các bạn. Thì mình sẽ gọi là cho chú rồng Listener chúng ta hoàn thành cái quá trình là finish lên 3 sao. Wow, quá tuyệt vời luôn phải không nào. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ nâng cho chú rồng Listener lên level 55. Nếu như là không có sự kiện cho ăn trái cây thì có lẽ mình sẽ để dành khá là lâu các bạn ạ.
Nhưng mà nay đã chơi lớn rồi thì chúng ta cũng sẽ là nâng lên luôn nha các bạn. Đấy, thì ở đây mình cũng sẽ có thêm một nhân vật nữa mà chúng ta nâng lên luôn. Và đó chính là... Ta-da! Thật ra là có một vài chú rồng, đó là Gió Tiên Sinh nè. Rồi có là chú rồng này thì hình như là trong cái danh sách chúng ta không có là nâng cho thủ lĩnh Cẩm Lan lên level nha. Nhưng mà nói chung thì trong cái đợt này á, thì chúng ta quyết định sẽ chọn những chú rồng là cốt yếu gánh tem nha các bạn. Cho nên mình sẽ chọn chú rồng đùa bơ xếp sạch The Dragon sẽ là chú rồng từ level 50 lên level 70 các bạn ạ. Một lượng trái cây rất lớn sẽ gọi là bị tuôn ra đấy các bạn ạ. Nhưng đã là chơi lớn, đã là kỷ niệm một cái cột mốc rất là quan trọng với mình, nên là mắt đỏ sướng nha. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn xem là mình nâng cho mắt đỏ nha các bạn. Hoàn toàn là chúng ta nâng thật 100% nha. Đấy, lên là level 55 rồi, sức mạnh đang tăng cao. Và sau lần này thì mắt đỏ có thể trở thành một chiến binh gánh tem trong đội hình của chúng ta các bạn ạ. Lên level 60 rồi, quá tuyệt vời. Mắt đỏ đã lên level 60 rồi các bạn. Lượng trái cây từ 313 mê thì phải, giờ xuống còn 274 mê. Không dừng lại ở đó, chúng ta phải lên luôn level 70 để mà mắt đỏ có thể gia nhập vào binh đoàn chiến binh và có những trận đánh vô cùng là hấp dẫn nha các bạn. Đấy, lên level là 65 rồi, 66, 67, quá chơi lớn các bạn nha. Lên level 70. Wow, phải nói là với cái lần mà chúng ta nâng cho chú rồng lên level 70 mà không có sự kiện cho ăn đã lâu lắm rồi, mình chưa từng làm như vậy các bạn ạ. Rất là lâu rồi mình không có làm như vậy. Nói chung thì lần này là cũng là một dịp quan trọng lớn mà mình rất xúc động nha các bạn. Cho nên mình gọi là chơi lớn luôn, mình không cần phải suy nghĩ về việc là tích góp khổ sở bao lâu hay là chờ đợi đồ gì sẽ như thế nào, mà mình quyết định là sẽ chơi lớn trong video này luôn các bạn ạ. Ok, và thế là chú rồng Dual Perception Dragon đã lên được level 70 rồi các bạn ạ. Đấy, quá tuyệt vời phải không nào? Trời ơi, quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, sức mạnh của chúng ta hiện tại là 241k máu và 62k đam. Thì ở đây là nếu như mà gắn vào trong đây bơ nào thì hình như là hồi trước mình thấy gắn bơ máu vào cho chú rồng Dual Perception mà rất là mạnh luôn các bạn ạ. Ở đây thì mình đang có là 12 viên bơ máu nhưng mà cũng không thấm vào đâu đâu các bạn ạ. Có lẽ là mình sẽ gọi là để chừa bơ máu ở đây nha các bạn. Wow, quá là tuyệt vời luôn phải không nào? Đấy, yeah. Thế là chú rồng này từ nay là gia nhập vào binh đoàn chính thức là có thể gánh tem rất là ok rồi nhé. Xem trên đây nè, đã lên trên đây chưa? Ui xôi ôi, quá tuyệt vời các bạn, lên rồi. Đó là 6 chú rồng đầu tiên, thêm một chú rồng nữa là chú rồng Comic Detonation cũng có trong dàn chiến binh nha các bạn. Có là bơ hồi sinh đấy. Đó, quay, nhưng mà không ngờ là chú rồng trên đây là chú rồng ghê thực sự các bạn ạ. Đó là tiên nhân Ebit đoạn 10 mà cũng lên được cái hàng trên cùng này luôn, quá ghê gớm. Ok, và thêm một gọi là bạn rồng nữa, đó là Lustenot nha các bạn. Đấy, thì mình cũng sẽ nâng cho Lustenot lên level 55. Thì nói chung là trong đợt hưởng ứng thì nanh chiến binh chúng ta gọi là ké nhân phẩm nha các bạn. Ui, nếu mà gọi là lên level 55 thì sau này lên gọi là 5 sao cũng rất là mạnh đấy các bạn ạ. Ok, nanh chiến binh cũng đã lên level 55 rồi. Đấy, lượng máu chúng ta là 118k và lượng đam là 29k, nói chung gần 30k. Với lượng sức mạnh này cũng có thể là tung hoành nhỉ. Gắn luôn bơ cho chú rồng Lieutenant nhanh gọi là kỷ niệm, nói chung là kiểu mà gặp may đi các bạn ạ. Giống như là đợt chơi lớn đi. Ok, mình sẽ gắn bơ vào nha. Sau này thì mình cũng sẽ khiến cho mọi người chúng ta gọi là cảm nhận được sức mạnh Lieutenant để xứng đáng với bơ hồi sinh nha các bạn. Đây cũng sẽ là một lần ngoại lệ. Xin một lần ngoại lệ. Ok, đã gắn bơ rồi. Đấy, hiện tại thì không gỡ được đâu các bạn. Muốn gỡ là phải bán rồng hay là phân tách, nhưng tất nhiên là mình không bao giờ làm điều đó các bạn ạ. Ok, thì nói chung là nhiều bạn sẽ gọi là thắc mắc hỏi mình là nếu mà chơi lớn rồi thì anh ơi, anh gọi là nâng luôn cho chú rồng Lieutenant lên 5 sao và cho ăn lên level 70 luôn đi anh.
Trời, nếu như vậy là em ủng hộ hai tay em vào, em lấy nhiều nick em gọi làm khảo sát cho anh luôn á. Thì nói chung là mình cũng có gọi là suy nghĩ đến dự định này, nhưng mà mình thấy là nếu như chúng ta gọi là, nói chung là chúng ta có thể là chờ game ở đây cũng được, nhưng mà lượng game đấy mình có thể là vào trong đây để mà hiện tại đang có một cái sự kiện mà nói chung là lấy game trong đây này các bạn, là nhiều bạn chúng ta mở game ra rất là game, nói chung là đi rất lời nha các bạn. Đây mình sẽ vào trong group Thợ Săn Run City để mà nói chung là cho các bạn xem. Ở đây thì chúng ta sẽ có gọi là một vài bạn là chúng ta gọi là đi đáy đấy, mở game ra nè. Bạn này thì hình như là không ngon lắm nhưng mà cũng được đấy, bạn này mở ra được 50 game nha. Đấy, chúng ta sẽ gọi là hưởng ứng cùng với là những bạn ở trên đây. Quá xơi là bạn này chúng ta gọi là mở ra phần quà quá đã vậy, trời ơi quá đã luôn các bạn ạ. Đấy rồi, bạn này thì chúng ta làm tab nha. Đấy đó, bạn này là quá ngon với một newbie. Bạn này có 16 game mà mở được cái rương này tới 500 game này các bạn. Ui dồi ôi, 150 game, 15 game nhận được 156 game. Ui dồi ôi, quá ngon các bạn ạ. Đấy, đấy là chúng ta sẽ khám phá, dùng game để mà khám phá chỗ trong đấy nha. Đấy, với lại là mình cũng đang muốn là để dành game, nói chung là ít nhất là 1k game nha, để mà có gì nếu như chú rồng Redemption Noi có bán thì mình sẽ gọi là mua chú rồng đấy. Còn về game sau này thì mình sẽ làm tab hoặc là làm chương trình nào đấy để mà kiếm game lên. Nên là các bạn, chúng ta có thể là chờ những video hướng dẫn kiếm game sau này. Quá tuyệt vời luôn phải không nào? Ok, thì có lẽ là mình sẽ vào đây nói chung là khám phá cho các bạn xem luôn nha. Và sau đó chúng ta sẽ ra xem sức mạnh của những chú rồng kia sau. Ok, được sự cho phép của game rồi nên mình cũng sẽ thử là test xem mình dùng game vào đây có lời không nha. Vậy là chúng ta phải thu thập được khoảng tầm là 11 viên đá màu xanh này để mở chiếc rương này ra. Random từ 50, 75, 150 và 500 game các bạn ạ. Bên đây thì trời ơi, rương bên đây cũng ngon luôn. Trời ơi, rương bên đây ngon người ta. Được 25 xúc cơ và lại một chút rồng Ascend luôn á, sẽ sụp mi và rim xanh luôn á. Quay. Đá ở đây phân bố cũng nhiều nè, đá xanh cũng nhiều luôn, mà nào cũng có thể có đá xanh luôn á. Ok, vô các bạn nha. Ui, được 2 viên đá xanh rồi. Trời ơi, không lẽ đợt này là đợt mà chúng ta gọi là kiếm game đây các bạn? Thời tới rồi sao? Chẳng lẽ là thời tới rồi sao? Ở số này số 3 nha. Ừ, được luôn. Trời ơi, cái này phải dùng game mà đi chiến thuật lấy lời các bạn ạ. Cái này mà chúng ta gọi là có thể là soạn ra một cái kế hoạch để mà nhiều bạn chúng ta có thể lấy game vào đây chơi để lấy lời. Chơi lấy lời hoàn toàn ok luôn. Nếu mình gọi là có thời gian mình sẽ gọi là vào đây thử cho các bạn xem nha. Đấy, cái này có thể lấy được đá màu xanh luôn các bạn. Wow, cơ hội đến rồi. Cơ hội gọi là kiếm game kiếm lời đến rồi. Đây, đi tiếp luôn các bạn ạ. Mình đã có là sự cho phép của game rồi đấy. Ok, thì nói chung là bên những nick kia của mình thì cũng có khá là nhiều game, nên là chúng ta có thể thử một vài những cái video sau nha. Nói chung là hiện tại thì mình chỉ mong là video của mình có thể là truyền được, nói chung là video của mình đã truyền được rất là nhiều cảm hứng đến cho những bạn chơi Run City, thì mình mong là có thể nhận được sự giúp đỡ của các bạn khi mà mình gửi thông điệp này. Phải nói là mình thì cũng ít khi mà nhờ đến sự giúp đỡ các bạn ạ. Phải là chuyện, nói chung là đối với mình rất là quan trọng, như là chuyện lần này thì mình cực kỳ là nghiêm túc với chuyện lần này luôn nha các bạn. Mong là các bạn sẽ có thể là giúp đỡ mình. Nói chung là ai rồi cũng sẽ tới lúc là cần đến sự giúp đỡ thôi. Nên bình thường mình rất là hay giúp đỡ mọi người là như vậy các bạn ạ. Ok, đấy, nhưng mà đa phần thì chúng ta đa phần là giúp đỡ là vui rồi các bạn ạ. Ui, mình sắp lấy được đá rồi nè. Ôi, là mình nãy giờ là mới xài có 15 game thôi phải không? Lấy là chắc chắn lời luôn á. Lấy được cái rương này mà không cần phải hồi sinh nữa, chắc chắn phải lời luôn. Ui dồi, chú rồng trên đây là chú rồng gì đây? Chú rồng này là, Ascend cũng ghê các bạn nha. Ui, lấy lời, cái này là đi là để lấy lời đấy các bạn nha. Ui dồi, sắp lời rồi. Hai viên nữa các bạn nha. Hai viên nữa lời là chắc chắn luôn. Ui, lời rồi. Ui, mở cái rương này ít nhất là cũng có 50 game. Lời nghĩ, giờ nghĩ lời là chắc rồi các bạn ạ. Có nên nghĩ hay đi tiếp. Giờ thì mình nếu như bị thêm một lần nữa thì 20 game thì là 35. Thì vẫn lời nha các bạn. Ok, thì mình sẽ đi tiếp. Để không phụ lòng với các bạn, mình sẽ gọi là đi tiếp nha. Thường thường đi tới đây lấy một rương rồi nghĩ chắc là lời rồi các bạn ạ. Lời, bước đầu mình lại mở rồi 500 game sao. Ui trời ơi, quá tuyệt vời. Ui, mà sao hôm nay mình đi dễ ta. Mình đi hai lượt tới trên đây rồi nè. Ồ, các bạn muốn mình làm nhiều video test về gọi là sự kiện này không? Trời ơi, mình cũng rất là hóng các bạn. Ui, 24 triệu luôn. Trời,
Trọng ơi, ngon vậy ta. Đợt này nhà phát hành nhã các bạn nha, hay là chơi sớm á, phải chơi sớm đi. Ui, chơi sớm một đợt này đá hai bên mà sao mình thôi kệ đi, không dính pháp sư được rồi. Ui, sắp được cái rương này luôn. Thôi, được cái rương này bắt rồi. Ui, đi tiếp. Mình ngại gì các bạn nha. Đấy, đây thì được quay thêm ba cái viên đá này nữa. Mình là được bao nhiêu rồi nhỉ? Được nói chung là 35 mới tốn có 35 game mà. Thôi, có thêm 8 game nữa nè. Trời ơi, mình đi tiếp luôn, mình gọi là mình đi tiếp, mình quyết tâm nha các bạn. Đó. Ok, mình sẽ kiếm thêm miếng nữa rồi mình mới nghỉ nha. Kiếm miếng. Ôi. Trời ơi, sáng nữa bập vào cái kia, bập vào cái thứ nhất là kiếm 3 viên đá là quá lời luôn rồi. Từ từ. Ui, quá lời. Trời ơi. Trời ơi, giờ nghĩ là mát lời luôn các bạn. Ok, mình sẽ cho các bạn thấy một pha lời là như thế nào. 35 game nha. Ui trời ơi. Rồi, lời. Đó. Trời ơi. Lấy được là 8 game nè. Đó, lấy được là 24 chìa khóa nè. 35 trừ 8 đó. Mình cứ làm tròn đi ha. Thì đâu đó tầm là cho 25 game cộng với chìa khóa rồi gì rồi. Mấy vật phẩm này đi. Thì mình sẽ xuống còn tầm 20 game đi. Ok, tầm là đây thêm mấy vật phẩm này mình sẽ xuống là tầm 25 game. Đấy, rồi độ lãi chúng ta bao nhiêu đây? Rương này mở ra ít nhất cũng 50 game rồi. Có khi là 150 luôn á. Có gì 500 không? 150 game, ui trời ơi. Xúc động thiệt sự các bạn ạ. Rồi, vậy là tính ra là mình nãy bỏ ra bao nhiêu game nhỉ? Ây da, 20 game trừ hao đi cũng lời 100 gọi là 30 game rồi. Đấy, rồi đây nữa bao nhiêu đây? Tiếp tục. Mở cái rương này ra chắc chắn có 25 mảnh kia rồi. Ui, 50 trái cây luôn. Trời, mát lời các bạn nha. Ui, trời. Ây da, hít một hơi thật sâu các bạn. Chơi tiếp. Chơi cái này là chơi có lời các bạn nhá. Ui dồi ôi. 50 trái cây luôn á, 50 trái cây chúng ta cứ cho là bao nhiêu nhỉ? 50 trái cây, đổi là game không biết đổi bao nhiêu. Lát nữa mình sẽ xem quy đổi nha. 25 op này quy đổi móc lời thì cũng là 50 game. Nhưng mà có thể là lấy móc tầm 60 game cũng được. Đấy, và là cho 130 game đó là 190 game. Cho thêm trái cây này chắc cũng phải tầm 50 game nhỉ? Đây là 250 game. Với lại là chú rồng này thì cũng tầm 50 game. Ui, phải là trong đợt này mình đi phải lời tầm là 300 game các bạn ạ. 300 game, ui. Vậy đây, xem thử có đúng không nha. Mỗi lần mà chúng ta gọi là mua, để mình xem mua trái cây đây nha. Trời ơi, trái cây mua trong đây thì là 150 game sẽ được là tầm 115 game. Thì tính ra là chia ra, 1000 game á, 1500 game. Thì chia cho tới tận là 1000 luôn. 15. Ôi, vậy là tính ra là trái cây chúng ta là mua hơi bị lời luôn đó. 50 là hơi bị nhiều luôn đó. 150, 1500 nè, phải chia cho 1000 luôn các bạn. Mà được 115 mê, chia cho 1000 thì cũng chắc là còn có một mê máy không? Ui, chung là mình cũng không có máy tính kỹ lắm nhưng mà rất là lời các bạn. Nói chung là tầm 11 tầm 1,2 nếu cho tầm 1000 á là cũng đó rồi. Ui sao. Chung là lời quá, tính tính mệt nghỉ luôn các bạn. Ok, chơi tiếp. Trời, chơi lời vậy chơi tiếp. Có 10 game một vé mà có 3 vé free. Ui giời ơi, nhiều khi mà ai mà biết chơi cái này hên là cày game lên bao mượt luôn các bạn. Cày game bao mượt. Cứ chơi lên lấy một cái rương này rồi nghỉ mà thấy gọi là có lời đi tiếp rồi lấy được cái rương này nữa là quá ngon. Ui trời ơi, cái này là dành ra thời gian đi cày cái này sướng vô cùng các bạn ạ. Đấy, trường hợp mà các bạn gặp như vậy sao thì thôi, mình có thể là đi tiếp hoặc mình thoát ra. Nói chung cũng có 15 game đi vài lần là kìa. Bây giờ mình vào tiếp nha, đó là mình test thử các bạn thôi, nhưng mà đáng lẽ ra chúng ta nên đi tiếp nha, bởi vì có 15 game mà ai biết được đi phía sau chúng ta lên được cái rương đó rồi nghỉ thì bao lời sao các bạn. Đấy, rồi mình đi tiếp xong rồi có gì mình sẽ ra review rồng cho các bạn xem nha. Rồi quá may mắn luôn, chứng tỏ là các bạn nên gọi là nhiều khi là sau khi các bạn giúp đỡ mình xong các bạn sẽ hưởng ứng được sự may mắn của mình. Còn chương chương gì nữa. Ôi giời, ồ tới ba không. Thấy mình may mắn quá chặn mình các bạn ạ. Không sao, mình sẽ lấy 5 game ra đi tiếp nha. Đấy, thấy mình lời cũng tầm 300 game rồi. Thôi đi một phát lời tầm 300 game quá đã, không có nói gì hơn được các bạn.
Trời, mấy cái này mà có gọi là 3 viên đá là cực sắc luôn các bạn ạ. Đấy, chung thì chắc là lát nữa mình không chọn số 3 luôn quá. Ui, rồi, tới đây là chắc là bảo là chúc bạn đi lần sau rồi. Lần sau mình đi là tính tiếp nha, lời quá rồi. Game nhìn lên cũng lời hơn lúc nãy luôn kìa các bạn. Đấy, giờ thì mình sẽ vừa review bạn vừa đi trong đây nha. Đó, game này thì mình cũng có thể là ở bên nick này mình cũng săn game ở đây được. Miễn sao là mình đừng có xuống tầm là một cái game mà được. Sau đó mình có thể là đổi những vật phẩm khác như chìa khóa đồ gì rồi đổi thủ ốp nè. Rồng luôn nè. Mình lấy ra cho các bạn xem luôn nha. Ok, rồng mình xịn mà. Thật ra đó là chú rồng Divine dòng 1 nha. Được cái là Divine dòng 1 mình có chưa nhỉ? Hình như là mình chưa có chú rồng Ascend nào thì phải. Hình như là vậy đúng rồi các bạn. Hình như mình chưa có chú rồng gọi là Ascend nào. Thì đây là chú rồng Ascend dòng này dòng 2 nha. Mình thì thích dòng 1 hơn. Nhưng mà nói chung là biết đâu sau này đi mới có dòng 1 sao. Sơi free. Ui sơi ơi. Thôi rồi sẵn xuất cái cây cũng được. Muốn đi cái này tiếp nhưng mà nói chung là chúng ta mới nâng cho hai anh chàng xong để gọi là bỏ hai ảnh bơ vơ, ảnh buồn đấy. Rồi, tiếp theo là cho rồng ăn. Ui, nãy mình cho tới tận mấy mê luôn đó. Đấy, giờ thì ta sẽ cho chú rồng này ăn lên nè. Rồi, và lấy được cái lượng này, lượng điểm nha. Quest và Better. Quest và đánh Language 2 trận. Phải Language trong hay là đánh ở trong như Language đúng rồi. Đấy. Ok, cho gọi là phải kể đi trong đây thì cho mấy chú rồng này ra cũng được. Hát vương. Hát vương hay ra là chiếm đóng, chiếm ngự. Đấy, các bạn có thể là nhấn vào link mình để ở dưới video nha. Các bạn không cần là phải vào group ở sang Run City đâu, các bạn nhấn vào link đi. Nói chung là đợt này làm khảo sát làm hoành tráng luôn các bạn. Sẽ gọi là để xem có bao nhiêu lượt khảo sát luôn nha. Nói chung là ở gọi là thầy mình thì thầy mình bảo là em có thể kiếm được là 100 bạn không. Nhưng mình nghĩ là nếu như chúng ta đồng lòng thì cho thầy một bất ngờ luôn các bạn ạ. Biết đâu gọi là có rất là nhiều bạn tham gia khảo sát, chúng ta lại có được một kết quả gọi là tuyệt vời sao, phải không các bạn? Đấy, mình tin là với sức mạnh đồng lòng của mọi người thì sẽ có thể là tạo ra được kỳ tích các bạn ạ. Đấy, rất là mong chờ đến các bạn nha. Đấy, thì nói chung là này chúng ta sẽ gọi là cho chú rồng này ăn lên nào. Ăn lên nào, đó, tuyệt vời chưa nào. Đó, rồi, và tiếp tục là Queen Quest. Queen Quest thì có quest đánh thì mình mới đánh, không là mình không đánh quest chính đâu nha. Đấy, đâu rồi, ui xời, hết quest đánh ở bên đây rồi. Giờ mình sẽ nhìn cho rõ vào. Đó là, đến rồi các bạn ạ, Queen Battle Arena. Battle Arena. Ok là, đã là Battle Arena. Xin gặp những người bạn mới. Mắt đỏ đã được tham chiến các bạn ạ. Bên đây thì mình xin một vé cho chú rồng Luston Vampire luôn nha. Mình xin một vé luôn. Nếu mà mình có thể dùng game để nâng sao cho Luston thì mình cũng nói chung là cũng muốn, nhưng mà kiểu giống như là chúng ta để dành game để mà chơi vào sự kiện đấy, lấy lời các bạn ạ. Ui xời, tuyệt vời lắm. Đợt này cày nhiều là nhiều khi lại có game nhiều luôn các bạn. Đây, lợi quá trời luôn á. Biết đâu mở ra 500 game phát. Lấy 500 game đó mà chơi từ từ. Ui, biết lời kiểu gì luôn á. Quá lời, quá sướng luôn các bạn. Quá sướng, quá sướng. Đấy, rồi chúng ta gọi là cho chú rồng mắt đỏ ra. Anh trai có nghĩ là anh sẽ đỡ được một cú đấm One Man Man của mắt đỏ không? Mình nghĩ là không đâu các bạn nhỉ. One Man Man. Ui, sức mạnh lên 7211k. Wow, tuyệt vời các bạn nha. Ok, mình thì có thêm một sức mạnh One Man Man nữa. Nhưng mà One Man này là One Man cảm tử. One Man cảm tử các bạn nha. Mình có skill đánh Saturn. Đấy. Ui, 51k Saturn nha. Rồi, 51k này cũng đủ cho mình là chơi một skill chí mạng 231k. Ê, anh tính làm gì, anh tính quanh mình man. Đây, mình sẽ cho bạn xem nanh chiến binh nha. Đánh thường thôi. Đánh thường, chưa full rank được các bạn ạ. Đang chờ full rank. Ui, trời ơi. Rồi, ok, và chúng ta sẽ gọi là tiếp tục. Đấy, đánh này luôn nè, hấp huyết luôn nè. Đó, ok là. Rồi, và đây thì ôi, mình có thể đánh gọi là đánh cho chú rồng bên kia
băng giá luôn nha. Mình sẽ thử nha. Mình tiếp nè. Trưởng. Oh no, bên kia chắc là trưởng mình xong rồi. Không sao, không sao. Với 3% máu mình sẽ làm gì các bạn biết rồi đấy. Để cho anh trai này trưởng phát nè. Trưởng. Trưởng nè, 200k. Rồi 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 rồi. Xin chào các bạn ạ. Xin chào rồi. Đây, sức mạnh cuối cùng, sức mạnh cuồng nổ. 3% máu tăng lên bao nhiêu đây? 338k, 184k. Quá mạnh mẽ, đó là đòn sát thủ. Chúng tôi gọi đó là đòn sát thủ của Nanh Chiến Binh. Quá ghê các bạn ạ. Chúng tôi gọi đó là đòn sát thủ của Nanh Chiến Binh. Đây có gọi là chu rồng khắc chế nè. Để xem cú đấm quanh bệnh men sẽ ra sao nha các bạn. Đây mình sẽ gọi là test thử trên chú rồng này trước nha. Mình có luôn là phá kiên nè. Đó. Và mình sẽ gọi là cho chú rồng kia đi. Mình sẽ cho chú rồng gọi là Prideful được hưởng đãi ngộ này. Ôi Prideful. Ôi xin chào, tớ gặp Prideful rất lâu rồi. Ngày xưa mắt đỏ chính là gọi là cơn ác mộng của Prideful đây. Và bây giờ 445k. Cái gì vậy? Chưa có gắn bơ vào đâu. Mình thì nếu mà gắn bơ nha thì mình trong video quan sát là mình chơi nick của bạn xin nào á thì chúng ta gọi là nên gắn vào đó là bơ móng. Đó là kinh nghiệm mà mình gọi là quá được nha các bạn. Tuyệt vời. Rồi ok, và chúng ta sẽ tiếp tục là cho chú rồng gọi là Nanh Chiến Binh này. Ui anh ơi, trời ơi. Cho chấp chú rồng kia gọi là đánh mình đánh nhẹ nha. Chấp rồng kia đánh mình chớ, đánh mình gọi là trọng thương luôn á. Đó, mình đánh nhẹ nha, mình đâu có xài skill đặc, gọi là mình đâu có xài gọi skill chiếm mạng hay là gì đó. Mình chỉ xài một skill đặc biệt duy nhất thôi. Đấy, mà bây giờ mình mới xài nè. Đấy, bây giờ mới xài nè. Rồi, và nói xin chào, 181k, trời ơi, chưa có lên level 70, chưa có full rank đấy, mạnh thế anh trai. Ôi mạnh quá, không biết đội hình này đánh lại đội hình bên kia, đội hình kia mình nhìn mạnh quá trời luôn á. Nãy mình đánh giỡn mấy đội hình yếu yếu thôi, bây giờ đánh đội hình này là perfect. Đánh luôn, mình chơi luôn các bạn, mình chơi luôn. Mình bút tháp luôn nhỉ. Mà hình như là mình phải để dành lượng thì mình đánh tiếp chứ. Thôi chắc không sao đâu. Chắc là không sao đâu, lỡ đánh rồi, đánh thua là thua là thôi chứ sao. Ok, các bạn có nghĩ quanh mình men mình sẽ làm nhiều điều không? Nhưng mình sẽ nghĩ là mình sẽ đánh như này. Đó. Ui, mạnh quá vậy. Và mình sẽ làm như thế này. Đó, còn cái quanh mình men mình giữ lại nha. Xin chào anh trai, mình nghĩ là mình sẽ cho anh trai một cái quanh mình men. Nhưng mà thôi chắc để dành quanh mình men cho chú rồng kia đi. Nè. Cho một trưởng nè, ốc kỳ võ. Trưởng không chết luôn các bạn ạ. Cho thêm trưởng nữa, trưởng này trưởng gấp đôi. Đấy, ghê chưa. Ui giời. Rồi xong, xác định chàng bên kia rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn là cho anh ấy hưởng đãi ngộ của quanh mình men nha các bạn. Đấy, để xem thử này. Chí mạng, ui chí mạng lên 89k, gần 90k luôn. Mình muốn biết là quanh rồi chúng ta sẽ thấy là một combo các bạn 196k máu phải không? Một combo giả sử không xài skill chí mạng luôn nha. Một combo. Ui. Một combo nha. Ui giời ơi. Một combo trời ơi. Một combo chắc là 286k máu cũng phải chết các bạn ạ. Cái gì đây? Còn miếng máu là không đó nè. Rồi, đây thì mình xin nha. Ui giời, 214k đâm. Đây một. Nhưng máu càng thấp là Nanh Chiến Binh mới càng sung các bạn ạ. Đấy, ui dồi ôi, mạnh quá vậy, đội hình mình gọi là vậy mà đánh bại được đội hình bên kia. Nga luôn, ghê dở. Quá ghê gớm các bạn ạ. Đấy, mình sẽ lấy thêm trái cây. Trái cây đó. Đấy, rồi, phải thêm trái cây rồi, chúng ta sẽ làm gì tiếp nhỉ? Đánh luôn gịch 3 trận, ôi trời ơi, sướng. Ôi, đánh sướng lắm á. Mình sẽ để cho gọi là chú rồng nhờ. Này đi, chú rồng gọi là đây, mình sẽ gọi là cho Nanh Chiến Binh làm đâm kiểu như là KS9 nha. Những Samurai thì phụ trợ nè. Đấy, Lotin rồi thì ở đây. Ok chưa? Quá sướng các bạn. Thì dạ, quá sướng. Nếu như mà mình được các bạn giúp đỡ và nói chung thì hưởng ứng nhiều á, thì mình sẽ gọi là có thêm một món quà nữa. Đó là sau khi Nanh Chiến Binh lên 5 sao, mình sẽ nâng Nanh Chiến Binh lên level 70 luôn mà không cần phải chờ đến gọi là đợt trái cây nha. Thì nói chung là
mình tin rằng các bạn sẽ gọi là tạo nên được một sức mạnh, một kỳ tích nào đấy mà có rất là nhiều người khảo sát. Đấy, thì khi đấy là chúng ta có thể là tự tin mà gọi là có thể là trả giá nha các bạn. Đấy, không cần chờ gọi là sự kiện trái cây luôn, cho nên chiến binh lên luôn chứ không là chờ tới lâu lắm đó các bạn. Có thể là không có luôn đó, chờ tới một khoảng thời gian đó chúng ta chờ mỏi mòn, biết đâu lúc đó mình gọi là mình cũng gọi là mắc cái gì đó rồi. Thành ra là chúng ta gọi là không thấy được nhiều cảnh highlight của anh chiến binh phải không? Đấy, nên gọi là nếu như các bạn đang xem video và thấy được video này mới chỉ ra mắt tầm là mới một ngày trước hay gì đấy, chúng ta có thể là thử nhấn vào link nha, rồi sẽ gọi là giúp mình một vé. Đấy, thì chúng ta sẽ gọi là có thể thấy được một anh chiến binh siêu mạnh. Ui rồi ôi, quá sướng. Rồi, 3% máu. Chào anh. Chào anh, em đứng đây từ chiều. Ui rồi ôi, cấp độ 55 đấy. Đòn sát thủ các bạn, lên luôn. Lên là lên luôn, không nói nhiều. Không nói nhiều các bạn, nói nhiều làm gì. Ui rồi ôi, giờ mà lấy điểm ở đây là quá sướng các bạn. Đấy, và giờ thì có gặp ai. Gặp chú rồng này. Đây, mình sẽ cho chú rồng đó gọi là có thể được luôn á. Ôi giời ơi, nhưng mà mình muốn để cho nam chiến binh là người hấp kêu các bạn thì làm sao đấy. Chắc là thôi để cho gọi là chú rồng này đi. Đấy, xin chào nè. Ui giời ơi, một quả bom nha các bạn. Ôi, đón đánh giật giật kìa, đánh giật giật kìa. Trời, ta phải đánh nhẹ một đòn mới được. Xin chào, phá kiên nè. Ây da, biết lên các kiểu. Quánh bệnh man, chướng 174k. Tính ra là cái đòn của chúng ta có vẻ là sát thương lực hơn so với là đòn của chú rồng là rifle các bạn. Và máu mất cũng ít hơn luôn á. Trời ơi, gì ghê quá vậy, lợi hại quá vậy, quá tuyệt vời các bạn ạ. À, giờ thì mình sẽ đánh một đòn nhẹ nhàng. Đừng quên mình còn skill quyết nha. Solo đi. Nhà người solo đi. Bên kia chí mạng mình kìa. Mình sẽ giả vờ hấp huyết lên. Oh no, ta chỉ hấp huyết được 50k thôi. No. Nhà người tới công chuyện rồi. Oh no. Trời, 330 tăng gấp hơn gọi là x3 lần nữa các bạn. Gặp chí mạng nữa thì thứ gì mà chịu cho nổi các bạn. Đấy, thêm một trận nữa là mình đã hoàn thành để mà lấy thêm gọi là được movie rồi đấy. Quá là tuyệt vời luôn phải không nào. Rồi, gì đây. Mình không chơi một combo được. Thì mình chơi combo vỏ nhỏ nha các bạn. Đấy, combo đánh thường với lại là đòn Assassin cũng tiêu diệt được các bạn ạ. Ui, quá cơ động. Đấy, các bạn thấy sức mạnh của mắt đỏ chưa? Mình nói rồi mà. Chú rồng này có chiêu mình bị khắc chế của mình nè, mà giữ lại đánh cho rộng chứ chắc thấm. Có điều nanh chiến binh bị hệ băng đánh hơi bị nhiều nha. Ây da da da, xin chào. Chắc là 400k. Được thế nhỉ. Rồi, hai chú rộng thôi cũng gọi là đánh nói chung là rất là đã rồi. Ây da, xem ai đây. Ây da. Xin chào anh trai, mình sẽ chờ bộ hấp huyết nha. Cho mình hấp huyết đi. Oh no, mình đã không hấp huyết được. Rồi, nhưng mà anh trai có bơ kìa. Anh trai có bơ hồi sinh kìa. Không chơi, cái bơ hồi sinh gọi là phải mất bơ hồi sinh đi rồi mới chơi. Thế để mình nhé. Saturn. Yeah, Saturn, nhưng mà phải giật 5 phát thì mới 6 phát thì mới có thể là bằng một cái đòn đánh mạnh được. Không sao, Saturn là ngon. Rồi, bây giờ thì mới xin chào nè. Chắc là 241k. Ghê gớm luôn. Lấy thêm được 6 game nữa. Giờ là có thêm gọi là cách cày game mới, đó là cày game trong đảo ma pháp sư. Ui sao, cày game đảo ma pháp sư đấy các bạn ạ. Giờ là yêu cầu mình đánh 3 trận rồi. Rồi đủ 3 trận luôn. Bây giờ thì mình sẽ bút tháp lên nha. Chơi lớn mà bút tháp lên cho mọi người nè. Đấy. Các bạn muốn mình đánh đội hình này không? Hình này thấy ghê các bạn. Nhưng mà không có ghê gì hết. Giờ mình cầm đội hình này mình đánh luôn. Rồi. Mình thì muốn đánh Assassin nhưng mà mình sợ cho rồng kia block.
Ui, trưởng gọi là trưởng ba người kìa. Ta-da, rồi xong. Xong rồi. Oh, wow, quéo quéo quéo. Mình sẽ chơi Ashton nha. Lóc đi. Rồi, ôi, không lóc được rồi các bạn ạ. Ui, mình còn, ui, sắp nửa lát hồi sinh luôn. Combo thử một đòn đánh gọi là One Bình Man xem như thế nào nha các bạn. Ờ, nhưng mà đáng lẽ mình phải xài combo nha. Thêm một cái đòn này mới được, nhưng mà không sao. One Bình Man. Trời ơi, 261k. Vừa khít luôn các bạn, vừa bay màu luôn. Máu chúng ta trong tình trạng là máu này, lúc nãy chúng ta đánh, máu chúng ta có trong tình trạng đầy không nhỉ? Hình như chúng ta mất một miếng máu, ui xôi rồi, quá lợi hại luôn á. Rồi, lại gặp anh chàng. Chào anh. Trời ơi. Rồi xong. Block rồi. Ừ, máu mình vẫn còn nhiều nha, mình không sao. Hãy trả giá đi nào. Hãy trả giá đi nào. Ơ, cái gì vậy? What? Thiệt luôn các bạn. Ghê thiệt sự. Giờ là phải đánh thêm một đòn nữa rồi mới đánh đòn x2 không? Thế thì mình vẫn còn gọi là còn cách các bạn ạ. Trưởng, cái gì vậy? Ôi. Ghê thiệt sự các bạn. Quá ghê gớm luôn á. Ôi, nhưng mà chú rồng này thì phải đánh đòn kia chứ không đón đánh đòn x2 các bạn ạ. Vậy thì One Man Man. Trời ơi. One Man Man. One Man Man, trời ơi. One Man Man đã làm được các bạn nha. Quá ghê gớm. Trời ơi, tưởng là One Man Man chuyến này đi xa rồi, ai ngờ One Man Man vẫn làm được. Rồi xong, phải đánh với lại chú rồng bên kia mà chú rồng này cắt chế luôn cả chú rồng của mình bên đây nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn có thấy không? Đấy, mình sẽ sử dụng nanh chiến binh để mà cọ nhay với chú rồng này. Hóc đầy máu luôn ạ. Ờ, mà sao chú rồng này đam yếu thế nhỉ? Ui, khoan nha, từ nha. Rồi nha. Nhưng mà khoan. Cái phần trăm máu của mình gọi là mình búp tháp lên rồi cái máu của mình tăng lên, không biết là cái sát thương chắc là nói chung thì chắc không sao đâu. Thử phát không các bạn, hay là đánh thêm một đòn cho nó chắc. Nhưng mình sẽ tin vào nanh chiến binh vì đó chính là final blast. Oh no, được luôn các bạn. Gần 200k. Trời ơi, quá ghê gớm. Giờ chúng ta gọi là nanh chiến binh chưa hoàn thiện đấy mà. Wait, trời ơi, skin gọi là Heroic nữ thần đẹp quá vậy. Tới thử xem gọi là. Khoan, hình như là skin đẹp nhưng mà mình thấy là thiếu đi sự gọi là, nói chung là giảm đi sự nữ tính không các bạn. Xem thử là biết được. Xin chào anh trai quên mình nha. Nhưng mà lúc nãy là do nấy là mất bờ hồi sinh rồi, chứ không nấy sống dậy với lại cái đánh chí mạng là thôi. Mệt lắm á. Hay da, nhưng mình cũng khắc chế ảnh ở chỗ là mình có skill giật. Ôi dồi, khắc chế là được gọi là Kama ít máu với lại là những chú rồng có kiên nha. Nói chung thì nếu như vẫn mặc bộ skin này mà nước da không thay đổi thì được hơn. Nhìn đây thì nhìn hơi chiến các bạn. Nhưng mà không sao, với sức mạnh của One Man Man. Ok, One Man Man lỡ tay, ôi xin lỡ tay, 254k, ôi trời ơi, ôi lỡ tay. Ui giời, rồi, ôi khoan. Đây thì hình như là có hệ đất, mình không có đó được các bạn. Không có siam được. Ui, mình xin đầy máu. Đầy máu thiệt các bạn. Mình xin lấy gọi là đam bên kia, ui đam mình lên 64k, 62k rồi á. Lợi hại quá vậy. Đam cao thiệt sự các bạn. Ui trời. Quá hay nha. Được luôn anh ơi. Sắp được thêm cái là mở luôn cái rừng này ra này các bạn. Mở chưa? Wow, mạnh idol. Nhưng mà chưa được đội hình chúng ta gọi là đang bút tháp này. Chúng ta tìm. Rồi, mình sẽ skip một game cho bạn này nha. Đi ra. Ok, đi ra luôn. Không, mình skip hai game các bạn nha. Rồi, tuyệt vời. Nào, ta sẽ gọi là bắt đầu xem thử nha. Skipper. Rồi, trưởng nè. Ui, 330, thôi 339k máu nha. Vẫn bị One Man Man một combo à, đi luôn. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Ba đạo. Phải nói là ba đạo các bạn ạ. Đây thì anh trai này gặp mình skill khắc chế. Ok, anh trai này thì gặp mình skill khắc chế nha các bạn. Chắc là nhiêu đây máu đủ rồi nhỉ. Xin chào. Chào anh.
Chào anh. Ui, chưa đủ. Rồi, thế để dành skill này thôi. Để dành lại thôi. Rồi, nhưng mà mình hồi xong skill kia chưa nhỉ? Ồ, này không sao. Trưởng luôn, mắt đỏ mình mạnh lắm. Đấy, mạnh lắm. Đấy. Nhưng mà mình thì chờ cái skill chào anh ở đây nha. Đấy, còn một tên nè. Mình giả vờ mình sợ mình đánh đòn gọi là lửa chút rồng bên kia đỡ không nổi. Đòn lửa nhìn mạnh lắm. Bên kia đỡ không nổi đâu, đánh đòn thường thôi. Đó. Nó bình thường thôi. Đấy. Chứ gọi là bình thường bên kia gành bay màu rồi đánh đòn lửa. Bên kia sao mà chịu nổi. Ôi, đấy, lên gọi là sát thương rất là cao nha. Ok là, đấy. Rồi, mở rương ra nè. Ta-da. Ta-da, rồi. Rương đây nha các bạn. Ok là, quá tuyệt vời luôn phải không nè. Rồi. Yeah, và mình đã gọi là thành công lấy được khá là nhiều cái lượt movie nha. Ok, 2 điểm nè. Trồng lại cây nha, làm xong rồi trồng lại cây. Ơ, sao cây chúng ta gọi là thu hoạch nãy giờ mà không trồng lại vậy? Rồi, và 3 trận language. Hình như là language mình đánh xong hết 3 trận rồi nhỉ. Đây có 3 trận language luôn. Quá sướng các bạn ạ. Đây là tập phim hôm nay là quá kỷ niệm đặc biệt. Đánh quá sướng luôn. Rồi, hình như là mình bị khắc chế bởi hệ gió thôi. Mà mình gọi là có thể khắc chế được hệ legend với skill này đầu tiên á. Không biết là bên kia giới hạn bao nhiêu nhưng mà mình cảm giác như u đốc của mình lực lắm. Ôi lực quá, trời ơi, bút tháp lên đấm lực quá các bạn ạ. Chịu không nổi. Mình tính để dành là kill cho chú rồng mà có điều chú rồng mình đánh lực quá các bạn. Chịu không nổi. Ui anh trai. Rồi, để xem chú rồng này làm gì mình nhá. Đây, đánh nhẹ nhẹ nè, đánh nhẹ thôi. Anh trai kia giật thêm phát nữa là bay mọi anh trai kia rồi. Đấy, máu thì nếu mà còn nhiều là chơi skill này không có phát huy được nhiều nha các bạn. Máu còn ít thì mới được. Đấy, bây giờ mình biết rồi, mình sẽ canh đòn sát thương này. Rồng chào Chaos. Đấy. Ok, mình xin nha. Anh chiến binh xin nha. Ui, cái nhiều đây mà còn máu nữa. Anh chiến binh xài skill đó chắc là đã lắm các bạn. Nếu mà để thằng rồng này đánh mình còn một giọt. Ui, một giọt thì thôi, bên kia là chấp hành nhiệm vụ luôn. Xin chào. Trời ơi, 100 gần là 88 à. Ui. Rồi, mình vẫn hồi sinh như thường nha các bạn. Hai. Xin chào. Mình lại hồi sinh đây. Trời, mình tính cả rồi các bạn ạ. Đấy, sẽ đấm chú rồng một phát nè. Hình như chú rồng kia có gọi là có bơ các kiểu các bạn. Nào. Quéo quéo quèo. Lên máu nè. Đấy thì phải bên kia, bên mình phải mất nhiều máu thì cái phát sát thương nó mới cao lên được. Nên mình nghĩ là nói chung chú rồng đó thì chúng ta chỉ gắn 3% máu thôi các bạn, lưu ý nha, chỉ gắn 3% máu thôi. Nếu không là chúng ta bị mất đi sức mạnh của chú rồng gọi là nan chiến binh đó. Ghê lắm đó. Đấy, trưởng thêm đừng có. Rồi. Ok, ngon, nice. Mỗi lần cấu miếng máu vậy được rồi. Trưởng 54k luôn á. Gặp gọi là mình up một phát là có khi bay màu không nhỉ. Ui, mình xin. Đây rồi, cho anh trai tử chiến cuối cùng tới cùng với mình luôn các bạn ạ. Hai. Cao bơ hồi sinh nó khác các bạn ạ. Hai tiếp này. Hai. Rồi đó. Đúng rồi. Và 22 đúng không? Bây giờ là 3. Đấy. Ui. Gành nói chung là cứ 190 mấy k gành 200k luôn các bạn ạ. Đàm quá cao, level 55 đấy. Mới có 3 sao thôi đấy. Ok, 3 trận đấu đó thì tính sau nha. Cái này phải gọi là trưởng kia nữa nè. Rồi, thì đây là mình sẽ empower chú rồng này nha. Đấy, và nói chung là mình tin tưởng rằng với sự ủng hộ các bạn thì chú rồng gọi là Lieutenant sẽ sau khi nâng sao xong thì sẽ được gọi là cho ăn lên luôn chứ không cần là phải gọi là chờ sự kiện các bạn nha.
mình tin tưởng các bạn sẽ gọi là hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ. Đấy, rồi cho nói chung là bây giờ vào lại chỗ này. Hay da, một lần sướng quá. Giờ là phải test thử. Ô, chú rồng này hình như là Accent dòng 2. Nếu mà chú rồng Accent dòng 1 thì ngon quá các bạn. Chắc lên lại ở khoát Accent có khi nào là dòng 1 không nhỉ? Để mình nhìn lại nha. Sau mình ra mình nhìn lại xem chú rồng Accent dòng mấy nha các bạn. Nhớ là dòng 2, có khi là dòng 1 không? Ui, trời ơi, kính chỗ số 3 đấy. Kinh nghiệm các bạn ạ. Ở kìa, giờ là hết cho mình chỗ số 3 rồi. Ui, trời, đá ngon. Trời, đá thơm bơ các bạn. Chắc là, ui, chỗ số 3 kìa, chắc là chỉ duy nhất cái ô này là nên chọn số 3 này. Chỗ số 3 nữa kìa. Trêu đùa vừa thôi nha. 15 game thôi. Mỗi lần ra thấy như này thì chúng ta gọi là quick phát. Đấy, là rời phát các bạn. Đấy, giờ thì mình sẽ xem thử nha. Chú rồng kia là thuộc vào là đây là bị vướng cái tháp các bạn, không có bấm vào trong cái quyển sổ được. Mình sẽ xem thử nha. Đó là ta sẽ gõ vào đó là Ascent. Dòng đúng rồi, dòng 2 nha, dòng 2. Ascent này dòng Ascent dòng 2. Đấy. Tiếp tục. Game mình còn nhiều mà. Đổ ra vật phẩm. Cứ mỗi lần đây thì chơi theo chiến thuật du kích đấy các bạn. Du kích xong lấy lời, trừ hao ra, vẫn lời thì sao? Biết đâu lại có nhân phẩm các bạn. Đây thì chọn ô thứ 3 đi. Rồi, giờ chọn ô thứ 2 nè. Sao mà nguy hiểm quá vậy? Trời ơi, trái cây. Ôi, ô thứ 3 kìa. Chọn ô thứ 3, pháp sư ra. Ngon. He he. Ô này ô chỗ thứ 3 đi. Trời ơi. Ôi. Nói chung là chưa nghĩ được nha các bạn. Này thì có lời sương sương thôi, nhưng mà vé vào cổng cũng đã 10 game rồi. Vé vào cổng cũng đã 10 game rồi. Rồi. Rồi nha. Này là nghĩ để mà gọi là đỡ lỗ thôi chứ mà chứ muốn lời chưa có đâu. Thứ nhất. Có lời. Lời một game á. Xong cái đợt đầu tiên mình đi thì hên dữ thế nhỉ. Đấy, vẫn được. Chưa sao. Trời ơi, nhưng mình muốn là được đá cơ. 27 game. Trời ơi, đi tiếp không nhỉ? Mới 10-15 không? Giờ nghĩ là lời 15 game. Có khi là nên nghĩ các bạn. Đấy, giờ thì đó, lời. Nhưng mà tính ra là vẫn chưa lời các bạn. Tại vì mấy đợt trước mình đi đó. Nhưng mà kể đi đến đây gọi là thấy mấy vật phẩm kia không ổn thì đi lại. Cái này phải ô đầu được 3 đó mới ngon các bạn. 4 game. Nhưng mà chúng ta có 3 ngày thì có thêm vé free mà các bạn lo. Buồn nha. Trời. Ráng đi. Ôi, rung quá trời rung luôn các bạn. Ô thứ tư. Ô này là ô thứ ba. Mấy cái vật phẩm này chỗ thứ ba ngon nè. Mấy cái bình thường thì thôi, mấy bình thường né ô thứ ba ra. Ôi trời ơi. Gì đây? Cái gì đây? Buồn nha. 15 game là 25 game rồi đó. Ô thứ 3 không ra. Mình lấy. Ơi, trời tiếc quá trời luôn á. Giờ mới có các bạn ạ. Giờ là mình đang săn cái ô bên đây. Ô này không có đá màu kia nha. Trời ơi buồn nha. Lên đây là hơi bị. Rồi không được. Buồn các bạn ạ. Đó là 10, 15, 25. Rồi hồi đấy. Nói chung là chơi cái này cũng mạo hiểm lắm các bạn ạ. Có lúc mà lời, nói chung là tới lúc mà lời được như cái lúc nào mình cũng đi được lời 30 game, 30 trăm game như cái lần đầu thì quá là nice. Ôi, đây chính là bây giờ, chính là cơ hội của chúng ta. Không lẽ nào.
Rung quá, ôi ôi, còn một cái hai kìa. Rồi, rồi, rồi. Rồi tiếp nè. Ồ, không ra rồi. Số 1 kìa. Này, ô thứ ba này, này không giòn. Số 2, không lẽ nào đang gọi là khó lắm mới ra được như này mà. Đấy, ô thứ 7 nha. Giòn. Ồ, một viên. Rồi, ok, cũng giòn, cũng giòn. Mình quan trọng lấy game thì lấy được game là sau chơi cái này là cũng ổn. Giòn. Ồ, giòn, giòn, giòn. Cố lên, cố lên, 6 rồi. Thứ. Ồ, hay quá, thứ 2. Xém lựa chọn thứ 4 các bạn ạ. Giờ thứ 2 luôn. Này thì lấy có nên lấy 10 game để mà mở tiếp không nhỉ? Thử xem đi các bạn. 10 game mở này sẽ tăng lên 15 game á. Coi nào mở 15 game ra. Như là đây là này là kia rồi các bạn. Mở luôn. Oh, đây là 25 game. Này chắc chắn ra đá rồi. Này thì khuyên các bạn là chúng ta không nên mở cái này nha. Giờ mình lỡ rồi mình test thử cho các bạn xem luôn. Mua luôn nè. Đấy. Ui dồi ôi. Lần này là chắc chắn là phải lấy đá màu xanh rồi các bạn. Mới lấy lại cái phốn được. Ồ, thêm một lần đá xanh nữa đi. No. No. Mình đây mới đi có 10 à. Trời ơi. Sao mà toàn bộ cũng vậy. Ừ, đấy. Phải vậy các bạn, phải như vậy. Rồi, giờ nghỉ để bảo toàn điểm số các bạn ạ. Đó. Đấy. Ok. Lấy lại 4 game. Nói chung nãy là mình xài hơi bị nhiều game nhỉ. 10 nè, 15 nè, 25 nè. 10, 15 là 25 với 25 là 50 game nha. 50 game để mà mở cái ô đó. Với lại ở dưới. Ở dưới là mình tầm 25 game nữa là 75 game nha. Xem mở này ra có lời không. Lời đi. Ô, 75 game luôn. Trời ơi, là vừa có lại cái lượng game khi nãy luôn các bạn. Lời được một ít game. Nhớ là mình nhận được một ít game với một ít trái cây. Trời ơi, cái này cũng thú vị các bạn. Ủa, cái này cũng thú vị quá trời luôn không. Lời được một ít game, một ít trái cây. Đấy, đó, khởi đầu. Nào mà cái ô thứ nhất được vậy là quá khởi đầu các bạn ạ. Này chắc không có duyên với lại ô. Trời ơi, thứ hai kìa. Thứ tư. Đâu, 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 chắc thứ ba quá. Trời ơi. Thứ ba mình sợ ra lắm. Nhất, đấy. Nhưng mà lại không có vật phẩm. Đây, sợ thứ ba ra, ba đúng thứ ba luôn. Thứ nhất, đấy. Ôi, mấy cái vật phẩm này nói chung là mở bằng game thì lỗ. No, 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 no. No, sao vậy? Không, không có được các bạn nhỉ. Ừ, nhưng mà đây là đá màu kia. Phải đi lên cao mới được. Thêm phát nữa, trời ơi. Hai phát được ngay luôn cái chỗ đó luôn. Thêm phát nữa ra chắc luôn. Thêm phát nữa ra phát sư chắc luôn. Đấy. Trời ơi. Rồi. Thêm số 3 nữa. Ui, tới rồi các bạn nha, tới rồi. Lần này là phải trả giá, phải lấy các bạn nha. Đó. Ừ. Này thì vẫn còn lượt nhiều đi tiếp được nha các bạn. Thôi, đi cái này lời ghê dễ sợ. Rồi, giờ nghỉ được rồi đó. 10 game. Oh. Vẫn còn lượt đi lên, biết đâu mở được 3 thì đi tiếp. Oh, có cơ hội đi tiếp. Mới có 10 thôi, đi tiếp được các bạn, đi tiếp được. Đấy. Trời ơi. Cái này thì có đá màu xanh. Nhưng mà đá màu xanh đây thì vật phẩm vừa bắp dữ. Trời ơi. Đi tiếp được đấy. Ráng lấy thêm cái ô màu vàng nữa là nai sư các bạn ạ. Trời ơi. Có khi nào có khi nào lấy thêm một ô xanh được không. Được nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Thôi, ô thứ ba kìa. Thứ ba ham quá à. Giờ bập thứ ba ha. Thôi ơi. Thôi, thứ hai kìa. Thứ ba. No. Sao mà này bây giờ là thấy không được rồi đó. Thấy bé hơi buồn rồi đó.
Ừ, thêm 3 viên nữa. Nai sư, no. Trời ơi, cái ô thứ đứng bên kia kìa. Ô thứ tư không nhỉ? Thứ hai. Rồi, đây nè. Thứ tư. Trời ơi, hai viên bơ này luôn ạ. Ôi ôi các bạn ơi, quá lời rồi, mình ráng thôi. Ôi, rùng quá anh trai ơi. Ôi, trời ơi, hai cái một cái, gọi là bên kia ba, bên đây hai. Chắc chắn phải đi tiếp rồi. Cho dù phải làm gì, cũng phải đi tiếp. Trời ơi, xíu nữa thôi, còn thứ hai nữa là ngon rồi. Ôi, được luôn. Trời ơi, lần này đi bao lời các bạn ạ. Ôi, trời ơi, cái gì đây, sự kiện bao lời á. Cái gì vậy? Mình ráng đi thêm cái ô này nữa là quá lời luôn nha các bạn. Trời ơi. Rồi, ráng rồi, ráng hai lần đi nè. Ôi. Trời ơi, hai viên đá đây nè. Lần này mà chạm trúng pháp sư thì có cơ hội để chọn lại. Ôi. Ôi. Nhưng mà nãy giờ các bạn để ý không? Đi vẫn bình an nha. Trời ơi, 10 ốc nữa. Cái gì vậy trời? Ôi, 15 ốc. Bắt cái gì vậy? Cái gì vậy các bạn? Ôi. Chắc đi lấy nốt luôn á. Leo phẩm cuối luôn á. Ồ, thêm 2 phát nữa. Trời, xém được chọn ô thứ 3 luôn á. Rồi. Ngon. Ui. Lại thêm lần nữa lời nữa rồi. Thôi đi tiếp luôn á. Đi này đi. Gọi là mấy lần xong rồi bây giờ. Hên thế nhỉ. Ôi, 50 á. Thêm 2 cái viên bơ trên kia nữa là ngon luôn á. Thôi, nãy giờ mở như gọi là có gì đấy. Trời ơi, nãy giờ mở ghê ta. Ghê thiệt sự các bạn. Mở nhân phẩm dữ, ui. Rồi xong, lỡ rồi lấy luôn cái móc này. Rồi xong các bạn à, lỡ rồi, biết sao giờ trước gọi là lấy 800 game gì. Ôi, ráng cái rương này thêm cát nữa đi. Được không anh trai? Anh trai Rồng này là phải lấy rồi. Rồng này thì bây giờ là chắc chắn lấy rồi đó. Chắc chắn lấy rồi. Mình mới là tới đây mới có 20 nè. Là mình chỉ cần 2 lượt các bạn đi tới lượt là cái ô bao nhiêu đây. 2 lượt mình đi tới được ô 47. Ôi. Thì chắc chắn mình sẽ lấy rồi. Ôi trời ơi, 33 kìa. Thấy có cây không? Ôi ngon. Tới đây là không cày vậy đó. Xíu rồi. Thêm phát được này thì không đủ rồi. 3-4 này. Cậu mong là đừng trúng pháp sư thôi. Thì cho ô số 4 đi. Đấy. Ôi ôi, giành được cái ô kia luôn. Xém cái chỗ ô 3 là kia. Trời ơi, cái gì hên vậy? Vậy là bao nhiêu nhỉ? Ô thứ 20 đó. Là mình chỉ cần 10, tính luôn 10 game đầu nha. 15 nè. Với lại là 10 nữa là 25 nè. 25 cái này là 45 game lấy được nguyên chú rồng này. Với lại hai chiếc rương này, ba cái gọi này. Ui quá lực. Ui trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sướng quá vậy. Sướng quá các bạn ơi. Sướng quá trời luôn. Không biết, chắc là do gọi là gửi thông điệp nhờ các bạn giúp đỡ nên giờ mình gặp may mắn đấy các bạn. Nhiều khi các bạn giúp đỡ mình là các bạn cũng gặp may mắn giống mình sao. Cố lên các bạn. Được đấy. Giờ mình mở rương nha, hai cái luôn nè. Nói chung là 45 game ổn. Hình như là dễ á. Chắc vậy. Rồi, lên 50 game. Giờ đây thì tính 5 game. Ủa, hình như mình nãy mình còn lấy được thêm game nữa. Rồi, đây nữa. 500 e. Ôi, thấy mình hai rương không cho mình nhiều lời các bạn ạ. Ôi, có trái cây. Ui xồi ôi. Adsen này là hình như mình có rồi. Rồi, lấy thêm 25 off này, 5 gọi là 5 mê nữa. Với lại là chú rồng này của chú rồng lại kêu ui quá lời luôn. Cái này thì không biết tính thế nào nữa vì cái này quá lời rồi các bạn ạ. Chắc cũng phải thêm gọi là tầm mấy trăm game nữa. Hai rương kia hơi buồn nha, mở 50 game thì không sao. Chắc là do hên nên hai rương kia bóp lại xíu chứ hai rương mà mở có một rương ra 500 nữa thì thôi. Thứ gì mà chịu chết nổi với các bạn. Trong đây chỗ kho cũng nhiều rồi, chắc mình để
ở trong đây nha. Rồi để chiến lợi phẩm của mình nó đang làm nhiệm vụ kia, nên thôi mình chỉ để một cái rồng này ra thôi nha. Trời ơi, con rồng ốp của chúng ta gọi là mới đi xíu mà game tăng quá trời vậy. Lên là 725 ốp rồi. Trái cây khi nãy gọi là cũng đã từng tăng lên rồi các bạn nha. Quá tăng. Chơi tiếp. Chơi tiếp bây giờ chắc là bóp lại nhân phẩm chúng ta các bạn nha. À, chúng ta gọi là hai lần đi quá là lời đó. Đấy, nhân phẩm là cái phát đầu tiên là phải dính cái màu xanh đó mới tính là nhân phẩm đó. Rồi rồi rồi, nhìn là biết bóp rồi. Đấy. Xin lỗi nha, anh đã hết giờ. Khoan. Ba rồi. Cái gì đây mà nào có đá xanh luôn các bạn ạ. Không biết là sao nhưng mà trời ơi, cái bên là ba luôn kìa. Có khi nào không, mình nghĩ là chắc phải bóp nhân phẩm mình lại chứ, mà gọi là đi vậy rồi ai cũng gọi là bào nhiều thì sao chịu cho nổi với các bạn. Cứ đi bào hoài như vậy đó, ý mình là cũng muốn như vậy đó các bạn. Trời ơi, đi tới ải theo bừa rồi mình mới có được ít vật phẩm mà 551k cái trái cây kìa. Dù không biết thế nào nhưng mà vẫn là hên các bạn ạ. Trời ơi nhì lắm. Thôi không sao, mới lượt đầu mà lên được tới ải 11 rồi. Trời ơi, số 3 ở phía cuối nha. Ui, nói chung là nếu được á là thiên về một rương đi, chứ mà hai rương mà kết quả hai rương đều không lấy được thì cay các bạn ạ. Cái rương này cũng lời lắm nha, 50 trái cây á. Ôi, 50 100, cứ lấy khoảng tầm 100 mê đi, là 1500 game là mua được 100 mê đi, thì 5 mê cũng thôi cũng là hơn 100 game rồi nhỉ. Ui giời. Thì cũng không biết là như nào nhưng mà cũng hơn 100 game đấy các bạn ạ. Trời, thiệt luôn á. Gì ghê vậy? Rồi ok. Ui. Vui các bạn ạ. Quá vui rồi, xong. Lúc nãy mình hình như là lấy được thêm 2 bơ chiến đấu không? Này lấy thêm 1 bơ chiến đấu nữa. Ôi. Này thì nói chung là mình có gọi là nói chung là khá là nhiều nick, nói chung là nếu mà đi mỗi nick như này cày như này, biết đâu hên thì đợt này lấy game nên có thời gian đi sướng các bạn ạ. Mà đây thì các bạn nói chung là hey, ôi. Sao vậy? Đấy, bên kia 221 đấy. Thì ô an toàn nha. An toàn, đó. Rồi, biết rồi đó. Phải lấy thôi các bạn, phải lấy cái rương đó thôi. Rương đó cũng hơn 100 game. Rương này nha, tính trái cây nè, tính cái này cho op này là tầm 50, là cho hai cái trên đây cũng là 150 game rồi. Thêm chút rồng đây nữa, vậy rương này chỉ giá 200 game nha. Chỉ giá ít nhất 200 game rương này nha. Các bạn có thể là lấy rương này rồi chúng ta tính toán gì đấy để mà bù trừ. Cái rương đó giá trị dễ sợ các bạn ạ. Nào, 200 game luôn á. Ôi, tới nữa rồi. Lấy hai cái rương xong, chim cút các bạn ạ. Ui giời ơi. Ôi, sáng nữa, thêm phát này. No. Chờ tiếp. Đang gọi là sắp có. Đó, lời rồi. Ô khoan, chưa. 30 được. Cay thế nhờ các bạn. Ôi, có một nữa là cay thế nhờ. Ôi. Đó nha. Hai bên cái nào một mà để mình gọi là không gặp mà gặp pháp sư hoài là mình cay lắm nha. Trời ơi, chịu nổi không? Thôi chịu nổi không kìa. Kìa. Một bên xem nào. Kìa. Thiệt luôn các bạn, không cho gặp pháp sư luôn. Gặp pháp sư thì gọi là còn gặp cái kia. Giờ mới gặp pháp sư mới cay các bạn ạ. Kìa nha. Không giỡn nha. Ồ, 10 game. Vậy thì lấy trong đây là lấy nhưng mà Rồi nha. Mình mong hai cái rương này là ra hai bé luôn. Một bé. Thêm một bé nữa nha. Hai bé. Ui, không được các bạn nha. Trời ơi, ô số 3 kìa. Rồi, ra bé này rồi. Vậy là
không được ok là 200g lận. Không bỏ được các bạn, ok 200g lận. Không bỏ được. Ok 200g lận. Tiến thoái thì lưỡng nan nhưng mà không bỏ được các bạn nha. Một lần thôi, được cái là ok luôn á. Một thôi. Mình tin vào số 3 nha. Rồi, ngon, đẩy, quyết định đúng đắn. Giờ nói chung là mình thấy là tới đây cũng lời rồi á. Chắc là mình không tới bao nhiêu rồi nhỉ? Ôi nãy các bạn có quan sát giúp mình là bao nhiêu nhỉ? Giờ thôi, để dạy cho chắc các bạn nha. Đấy, từ giờ chắc đi lên cũng khó kiếm được rương. Rồng thì mình cũng lấy rồi. Đấy, ok. Mở ra xem nào, lời quá lời các bạn. Ra. Ôi, sao mà giờ toàn 50g vậy? Chắc là bóp game lại các bạn nha. Nhưng mà rương này là cũng 200g rương lời rồi. Ui xôi, AdSense dòng 1. Rồi, cũng có AdSense dòng 1 rồi các bạn. Ui, AdSense dòng 1 kìa. Mà AdSense này là AdSense ngon nhất luôn á. AdSense ngon nhất để đầu tư luôn á. Thiệt luôn. Rồi, đây nè, chú rồng AdSense có hệ legend đầu tiên là chú rồng AdSense ngon nhất trong vàng AdSense để đầu tư lên á. Nếu gọi là chọn thì chọn AdSense đó nha. Ui, cái gì vậy trời. Ui, cái gì vậy? AdSense này là AdSense ở đầu tiên nè, nhưng mà không phải là AdSense ngon nhất. AdSense ngon nhất dòng 1 là cũng là AdSense ngon nhất trong tất cả luôn là AdSense này. Nếu đầu tư lên á, chứ còn không đầu tư thì chọn AdSense này nha các bạn. Ui. Ui, chơi tiếp không các bạn? Chơi tiếp không? Đang vui chơi tiếp không? Ok, cứ chơi tiếp thử. Nhiều khi là đang hên các bạn. Đang hên chúng ta gọi là cứ chơi tiếp đi. Nãy giờ tính ra cương đó là 200 game. Trong quá lời các bạn. Kiểu gỡ lại cái đợt mà mình lấy 800 game để mà lấy chu rồng kia đấy các bạn. Để mà lấy chu rồng cô nàng đai long nữ. Đấy. Mình đây là mình chọn đại nha. Nói chung nãy giờ mình chọn đại thôi. Thì vậy giờ là chỉ có chọn đại thôi các bạn. Thì giờ sao giờ? Trời ơi, bơ hồi sinh nha. Bơ máu kìa. Nãy hình như mình cũng lấy bơ đam đúng không? Là mình có cũng hơi bị nhiều bơ đam. Ôi. Ui. Lại nữa gọi. Mình xin nha. Trời ơi, ba nữa kìa. Nhìn mà thèm luôn á. Ba đi. Có cái nịt. Ôi, mới đợt đầu mà. Đó, hai cũng được nè. Trời ơi. Cho ba đi. Cho ba đi. Ba đó đằng số 4 nha. Số 4 là hay xuất hiện ba. Cho ba đi, không xuất hiện. Cái ô này thì, ui, 10 game. Cái bên ô ba là lời luôn á. Đó, ô số 4 nha. Rồi, lấy thêm một cái nữa nào. Một cái nữa bé ơi. Bé ơi. Thấy lấy không một cái mà thấy không ổn là chim cút các bạn ạ. Buồn nha. 10 game là 25 game. Rồi, lời rồi. Để 25 game mà mình đi xấu này thế nào cũng mở ra 50 game ít nhất. Rồi cũng lời 3 game đây, rồi lời 25 game nữa. Này thì vẫn còn lượt, đi tiếp. Đi lấy xong này thì mình thấy là vật phẩm, thấy là không có tiềm năng đi tiếp á. Thôi, mình sẽ dừng lại nha các bạn. Đấy, đó, giờ mình sẽ dừng lại nè. Đấy, biết đâu gọi là dừng lại gọi là sớm thì mở rương này ra gọi là nhiều. Ít nhất là cũng lời 25 là 26 game rồi. Lấy nào. 150 game. Ui. Là lời bao nhiêu nhỉ? Là lời một cũng tầm gần 130 game rồi. Ui giời. Chơi tiếp các bạn, chơi tiếp. Chơi tiếp. Cái này vui nha. Cái này là ai biết chơi là lời lắm đó. Rồi, cái này mở vô gọi là mấy cái đầu tàu á mà có gọi là đá 3 xong rồi chọn ô số 3 là ngon rồi. Đấy. Số 3 số 4 nha. Mấy bạn game số 3 số 4 quà hơi bị ngon nha. Đó, số 4 kìa. Cẩm nang các bạn, cẩm nang số 3 số 4 và số 1 đó. Không nha, số 1 chôn nha. Cẩm nang. Số 4 thì số 3 chắc số 3. Đó, số 3 ngon kìa. Chôn thiệt sự. Đó, giờ là chơi chôn rồi. Thấy mình gọi là thấy có vẻ ăn lời nhiều quá rồi chôn rồi. Sáng sáng lời 100 mấy game rồi. Đủ sức cho mình chơi tiếp. Mình chơi là lấy lời tiếp.
nếu lộ lỗ thì mình lại tiếp tục lấy lời tiếp. Sao giờ cho vật phẩm ít vậy ta? Giờ là hết cho nhiều sợ rồi. Sợ rồi là trời, cho vật phẩm ít thực sự luôn á. Một bơ này là bơ hồi, bơ này là bơ lai mà. Trời ơi, sao giờ? Ấy ô số 11 là mình chưa thấy vật phẩm ngon đâu nha. Ủa, kỳ đó. Sao mà giờ cho ít vật phẩm vậy ta? Rồi. Sắp vào thế rồi các bạn ơi. Sắp vô thế rồi. Mình lấy xong cái gọi là cái viên đá đó xong là ôi, sao có một vậy? Lấy thêm hai viên nhờ. Hai viên ba nữa đi. Ôi, sao lại một nữa vậy? Thôi kệ đi, nhiều lúc mà cành một cũng không có đó các bạn. Cái rương này ít nhất là cũng tầm 200 gram nha. Cứ xem các bạn bỏ 200 gram ra mua cái rương đó cũng được. Ôi, lại tới nữa rồi. Ôi, tới rồi các bạn, tới rồi. Mà cái rương này sắp lên rồi, mình cũng ráng nha. Ráng thử xem được, ui, 24 gram luôn. Ui. Đang có khí các bạn. Ôi, 550 mấy gram luôn á. Ôi, cái gì vậy? Thích luôn. Đi tiếp. Lời rồi. Đi tiếp đó. Ráng lấy thêm cái rương này nữa là đẹp luôn á. Đẹp luôn. Ừ, trời, lời có vậy. What? Rồi, nghỉ. Đến đây, mình mới đi tới gọi là 10 phong. Vậy là vẫn còn đi tiếp được. Biết đâu đi tiếp vẫn còn lời sao. Đó, cứ đi tiếp thử. Khi đâu có thêm vật phẩm nào sao. Thấy không ổn, đề nghỉ nha các bạn. Ôi, không ổn rồi. Giờ mà lên vật phẩm thì cài lại từ đầu luôn. Là mệt lắm. Giờ là nghỉ. thôi mới 20 chứ. Rồi, đỡ rồi. Ok. 600 gành 700 trái cây nè. 28 gem nè. Một viên bơ lai nha. Đó, thêm rương này. Trời ơi. Trời ơi. Lời quá trời. 50 gem. Ui, lời quá. Mình đó là 25 gem mà này là 24 là kia, nói chung là lời 50 gem rồi đó. Rồi lời thêm cái rương 200 gem nữa. Ui, ra thêm một chú rồng rồi này. Trời ơi, lấy trái cây đã luôn. Chơi tiếp. Trời ơi, chơi lên một cái 5 gem rồi. Cái gì vậy ta? Mình cũng gọi là cái này là siêu thực tế nha các bạn. Này là không phải là, nói chung là cắt ghép hay là kiểu mà mua chuột thông đồng gì đâu. Cái này mình chơi bình thường như báo người các bạn ạ. Mình chơi bình thường như báo người. Chẳng qua là tối nay là mới ra sự kiện sao mà hên dễ sợ. Mình chơi bình thường như báo người các bạn nha. Rồi. Đó, giờ hết rồi đó. Giờ là gọi là anh trai dừng tay đi. Chứ anh làm vậy nữa Chúng tôi gọi là công ty đóng cửa. Rồi, bây giờ là bắt đầu là cho mình có một vật phẩm nữa. Không sao đâu, mình chơi cũng lời nhiều rồi, mình chơi thêm nhiều lần nữa không có gì đâu. Mấy cái rương 200 gram lấy trái cây đó. Rồi nha, đợt này không hên, đó có 15 gram chứ nhiêu. Mà giờ có thể chơi tiếp nè. Wow, đây là đang quảng cáo các bạn. Quảng cáo gọi là một cuộc thi đấu ván trượt. Tốc độ có thể là người về trước sẽ trở thành là Pocket Champion nha. Rất là thú vị luôn đó. Có lượng trái cây này, sau mình có thể là nâng cho chú rồng gọi là Luston rồi, chúng ta lên level 70 mà không cần phải chờ sự kiện rồi. Quá thơm luôn, 500 game này, cứ chơi là đổi ra đường 200 game này cũng lời. Đổi ra nhiều khi là có cái con đường nhanh để mà mình có được off. Tím đấy các bạn ạ, cứ chơi thôi. Rồi, có điểm nữa rồi. Nữa rồi, ôi. Không nha, không bé ơi nha. Cho 3 chìa khóa nè. Ồ, không bé ơi rồi. Này thì không bé ơi nè. Rồi. Muốn cản nhưng mà khó cản các bạn nè. Rồi mình cứ chọn thứ 3 luôn á. Ôi, chọn thứ 3 là ngon rồi. Chắc là mình phải chọn lại ô số 3 thôi. Đấy, ô số 3 kìa. Số 3. Rồi, không được rồi. Không bé ơi rồi. Đấy. Ok, nhưng mà hình như là nãy là mình nào nhỉ? Trời ơi, số 3 kìa. Cày nha. Giờ là ui, số 3 nữa kìa. What?
số 3 này có gì đâu. Lừa rồi, B-boy, tới thời gian gọi là... Đó, tới thời gian bịp rồi đó. 20 đó. Rồi, quýt ra nè. Bây giờ là test lại cho các bạn. Vậy là chúng ta gọi là sắp gọi là sắp hết giờ chơi, sắp cho mình hết chơi đó. Bảo là thôi anh ơi, anh số 3 này. Rồi, số 3 các bạn nè. Số 3. Số 3 nữa nè. Đấy. Rồi giờ thêm số 3 nữa là lên các bạn. Số 3 đó, biết ngay là lên mà. Giờ mình chọn thêm số 3 nữa. Số 4. Ui. Lần này. Số 3 nữa nha. Số 3. Ok. Auto mồi số 3 luôn. Số 3. Số 3 này không ngon. Số 1 á. Số 2. Thôi mình không nên chọn. Ui số 3 kìa. Số 4 nè. Số 3 nữa kìa các bạn. What? Này là đang trêu mình đó. Số 3 nữa kìa. Sao anh ơi? Bây giờ em chọn số 3, anh đừng có ra nha. Không ra thì giờ mình không chọn số 3 là số 3 ngon, mà chọn số 3 dở. Đó biết ngay mà. Em rành quá mà. Ồ, 4 game nha. Không sao, mình lấy cái rương màu vàng cũng lời rồi. Rương màu vàng tầm 200 game ấy. Đi tiếp anh, không có cản được em đâu. Số 3 nè. Đó. Em xin phép chọn số 3 nữa nha. Số 3. Rồi. Cái rương đấy 200 game đấy. Rồi, giờ là mình đi 45 game rồi đó. Nhưng mà sao cái rương đó là lời mà. Mà ráng đi được thêm cái rương này nữa là nice sư luôn á. Số 4. Rồi, một cái nữa. Gì số 3 vậy chứ? Số 3 không ra nha. Không sao. Mới là 40, 45 là 85. Lấy được cái màu thêm một cái màu đó là lời các bạn ạ. Số 3 không ra các bạn. Ôi, số 4 kìa. Em cái rừng là mình lời mà. Đây. Này là hai bên nha, hai bên mà gặp một bên có bên không là hơi cay đấy. Rồi hai phát nữa thôi. Cô lên rồi. Đấy, sắp tới rồi. Tới rồi anh ơi. Tới đây bên em. Đó. Thêm phát nữa. Cái rừng này 200 game lận mà. Là ngon rồi. Số 3 không nhỉ? Ôi, tính chọn số 3 luôn á. Trời. Anh chôn em quá. Chọn tiếp, 80 game đó. Có rương kia 200 game đây mà. Lo gì các bạn. Ôi, cho mình chọn thêm một cái ô màu. Ra. Không ra rồi. Này thì có liều không ta? Liều mình đang là 80 game là 100 mấy game rồi. Mà 85 với lại là 160 game rồi. Mà nếu mà liều lấy thêm cái rương này chưa chắc là lấy được kia. Thôi, vẫn là nên nghỉ ngơi để có cái rương này lời. Nhận rương này đi. Đấy, phải có phân tích nha các bạn. Phân tích của mình là như vậy. Mở thêm 25 này là cũng được rồi. Ok, có rương này là có lời rồi nha. Đấy, đổi sang rương này cũng lời mà. Đấy, thêm một chú rồng gọi là Ascend dòng 2 nữa. Thêm 500 gọi là thêm 5 MTK và 25 OP. Đây là mình đã lên được 857 gọi là OP rồi. Đấy. Ok. Tính ra là có lời rất nhiều nha các bạn. Nói chung thì thêm được cái rương rất là ngon, nhưng mà có vẻ là nhìn có vẻ không được. Ok, rồi. Được 3 rồi nè. Rồi. Đấy, sai. Nào chọn số 3 không nhỉ? Chọn số 1 sợ ra quá. Số 3. Ui, đúng số 1 luôn á. Tiếp tục, số 1 đi. Trời ơi, số 1 đi mà. Đấy, theo mình vẫn muốn mở ra rương chính nha các bạn. Số ok, số 6. Số 4 nhé. Yeah. Vui.
Thôi, thêm một cái rương 200 nữa thôi. Lấy game đổi rương 200 này cũng được các bạn. Cứ tính 200 mà tới thôi. Số 4. Ngon. Mấy cái rương này mình toàn chọn số 3, số 4 thôi. Rồi, số 1. Mình đi hay chọn số 3 hoặc số 4 đấy các bạn. Số 4, đấy. Đây. Trời ơi. Số 1. Rồi. Số 3. Không được rồi. Mới được lần đầu ạ. Số 4 nè. Đấy. Ngon rồi. Ngon rồi. No. Vẫn, nói chung vẫn ngon đấy. Nhưng mà mới có một lần hồi sinh chứ nhiêu. Lo gì. Hãy. Thôi rồi. Lấy cái đá. Cái này thì có thể là xài game nha. Xài game trong trường hợp này. Nhưng mà mình nghĩ là không cần. Bởi vì ôi, mới một lần hồi sinh thôi. Rồi, đấy, chỉ cần như vậy thôi. Đó, rồi mình lấy thêm cái rương này nữa là nghỉ được rồi. Trời ơi. Chưa được. Đấy, ráng thêm cái rương này nữa nha. Cái rương này tới 200 gram lận. Đấy. Rương tới 200 gram lận mà. Em vật phẩm game đi. Ôi, thêm óp kìa. Rồi, 200 game của tôi. 200 game của tôi. No. Trời ơi, ô số 3 kìa. Giờ rén không dám chọn ô số 3 luôn. 200 game của tôi. Rồi. Ừ. Đấy, lời nghỉ. Đấy. Ok các bạn. Mình quá lời luôn. Thêm óp Joker này. 10 óp nè, 15 game. Thôi, mình mới tới ô, mình mới có 25 game mà đi này là trừ ra 10 game. Ở trong đây là 50 thì chắc lời nhiều. 800 e 75. Rồi, vậy lời 65 game. Với lời thêm một cái ô 200 game nữa. Ui giời, Redemption dòng 1, chú rồng Legend đầu tư rất là tốt, rất là ngon. Ui giời. Ui, đợt này hốt quá trời hốt luôn các bạn. Mà mình lúc nãy là có 1k2 game mà chơi tới bây giờ luôn á. Mà chơi toàn lên không các bạn. Lên xuống mà vật phẩm đổi ra thì lại nhiều lại ngon. Chịu sao nổi. Vậy sao mà mình chịu nổi. Ui. Tính là chọn vật phẩm đầu tiên, chọn 4, chọn 3 hoài các bạn ạ. À. Đấy. 4, 3. Không chọn 1. 3 nè. Không được nha. Đấy, nói chung là chơi cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng mà quan trọng là biết chơi các bạn. Có nhiều trái cây nè, lên nhiều trái cây, với lại là những cái màu này nhìn không ổn nè. Giờ mà ra pháp sư là mình sẽ gọi là ao nhai ngay. Lúc đầu á, mà lấy được vật phẩm thì chúng ta còn đi tiếp. Đấy, ao nhai. 15 game, ao nhai nha. Đó. Đấy, thì là cái cách mà để chúng ta gọi là biết được chúng ta có nên đi không. Nếu mà lúc đầu á, các bạn đi mà các bạn thấy là mấy ô đầu các bạn mở ra được đá màu xanh á, xanh với lại màu vàng mà được nhiều á, thì chúng ta đi tiếp. Còn nếu mà không thì bị hai lần như vậy là chúng ta nên nghĩ nha các bạn. Đấy, chúng ta mới gọi là chiếm được bí kíp. Cái gì vậy? Bí kíp chúng ta là ô số 1 kìa. Bí kíp. Ô số 4 kìa. Bí kíp. Trời ơi, rồi, bắt đầu có hiện tượng rồi đó. Bắt đầu có hiện tượng là muốn đẩy lùi chúng ta rồi đấy các bạn. Đi lợi quá, mệt quá, không cho đi nữa đâu. Mấy bạn đi rồi là lời quá, mệt quá, không cho đi nữa đâu. Đấy, thêm 2 nè. Ok, giờ thì vẫn chưa, nếu mà mình bị thêm lần nữa thì cho mình sẽ rồi, thoát ra nha. 10 game, 2, mới có 2 này thôi. Không có cơ hội nhiều á. Thôi kệ đi tiếp đi. Đấy, 3 game, không sao, mình đi được 2 cái kia rồi. Biết đâu mấy cái này mình đi hên quá các bạn. Đó. Ôi dồi ôi. Lên. Rồi, biết đâu được. Đấy, biết đâu được phải không các bạn. Này đấy. Thì mình biết đâu được, bờ máu luôn. Mình cứ vậy đó. Rồi. Tới rồi. Và ô số 4 nè. Chắc mình chọn ô số 3 quá. Số 2 á.
Số 2 nhiều khi kêu mình tham lam. Ồ, số 3 mình nghĩ ra đấy. Không ra này. Trời ơi, số 4 kìa. Giờ rén luôn. No, chọn nhầm rồi. 20 đó. Chọn tiếp luôn, đang là sắp tới rồi. Lo gì. Thôi thôi, lần này chơi lỗ rồi. Có lời thì phải có lỗ. Đấy. Chưa có vật phẩm gì ngon hết nên là phóng lao tới luôn á. Mà thêm một lần nữa là hết đi được. Trời ơi, tiếc quá vậy. Ra kìa, ra luôn đi. Ôi, cái rương gọi là 200 game. Ui, không lỗ được, cố lên. Ôi, số 1 đi. Thôi, số 1 ngon rồi. Cố lên. Không giết được. Cái rương 200 game đấy. Trời ơi. Không giết được, trời ơi. Không giết được, ừ. Trời ơi, chơi giành hết binh luôn á. Không lỗ được rồi. Rồi, cố lên thêm một rương nữa nha. Thêm một cái rương đó nữa là Chibu luôn các bạn ạ, Chibu luôn á. Trời ơi. Lên. Ôi, hai phát nữa thôi. Hai cái nữa thôi. Trời, không được kìa. Cày thế nhờ. Rồi, gọi là phải 40 game nè. Trời gì ghê vậy. Cái rương đó tới tận là 200 game, không lẽ giờ bỏ thật. Thấy là giờ là 85 game được không? 85 game. Giờ nghĩ thì chắc có lời đấy. Rồi mà lấy được thêm cái rương đó nữa là mới ngon được. Hai phát nữa thôi. Có nên đánh đổ không nhỉ? Chắc lần sau anh còn cơ hội. Đấy. Ok. 85 game đó. Ui, rồi tính ra lời đấy. Đi có thêm bơ đồ gì nữa. Ok, quá lời của các bạn. Rồi, tiếp tục đi. Nói chung là cốt yếu thì mình cũng muốn lưu lại một video kỷ niệm nha. Nên là có lẽ anh ta đi thêm vài lần nữa xem có lời không nha. Nói chung nãy giờ là rất là lời rồi. Nhưng mà còn có lời nữa không? Thì chắc là để sau mình cũng sẽ dành thời gian để mình đi cái này nha các bạn. Sau đấy thì anh ta sẽ gọi là tính toán là thành quả sau. Chung thì nãy giờ ông ta đi cũng lời lắm rồi á. Thêm được biết bao nhiêu chú rồng mới có thể sản xuất được trái cây nè. Thêm được rất là nhiều trái cây nè. Đó, thêm được thêm bơ nè. Bơ gọi là bơ máu, bơ đam, bơ hồi bơ lai nè. Tuyệt vời không các bạn. Đó, rồi thêm được game nữa. Game thì mình có thể lấy để mình đi tiếp nữa. Cốt yếu là mình muốn lấy rương này để đổi ra trái cây với lại là đổi ra Opleasant nhiều luôn á. Trời, này đi đại các bạn ạ. Mình đi đại mà. Ôi, đi đại. Mình chưa có mở ra gọi là 500 game phát nào nha. Nãy giờ đi hơi nhiều rồi đó. Mở ra cho mình xin 500 game một phát đi. Này thì xin. Xin 500 game phát đi. Ồ. Vậy luôn á. Ôi, buồn nha. Mình xin 500 game một phát đi. Ôi, không tới kìa. Không được kìa. Rồi, tới hù mình rồi đó. Không sao. Vậy luôn á. Tới là 10 đúng không? Cái gì vậy? Ủa là sao? Chắc là giờ là lấy thêm một cái viên màu xanh nữa là chim cút các bạn ạ. Rồi, chim cút. Đấy, như là mình mới đi tới cái rương này xa quá, không có hy vọng nhiều nên là chim cút là lời nha các bạn. Đấy, có thêm hai game này. Đấy, chim cút để lời. Đó. Là mở game ra. 50 game. Đấy, biết ngay mà. Nên vậy mình mới chim cút để lời đấy các bạn. Đấy, ta cứ gọi là chơi theo mẹo kiểu mà không phải là kiểu mà mẹo tấn công á, mẹo gọi là đánh chơi du kích đấy các bạn. Phân tích đấy. Phân tích để mà biết được là nên đi tiếp hay là nên dừng lại thì sẽ có lời. Còn về cái này thì nhân phẩm lắm, cái này đi cũng khá là nhân phẩm. Đấy. Đó, thấy chưa? Mới vô là cho mình gặp ông này rồi. Gặp anh nhân viên các bạn. Anh nhân viên thiện lành đó.
Anh nhân viên ơi, số bàn khống đó. Rồi. Rồi 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 rồi. Sắp rồi. Sắp rồi là lấy cái rương đấy xong là lại có thêm một màn gọi là chim rồi các bạn ạ. Chưa lấy rương mà. Rồi, sao lại có thêm đá này là phải lấy mình lấy em rương này á. No, mình cần đá cơ. Đấy. Mới vậy mà mình bị hai đường phải không? Nên mình phải chơi cẩn thận hơn thôi. Trời ơi, cái ô mình chọn đúng ô xưa nhất luôn á. Rồi, xong. 20 thì 20 mà cái kia chưa có đến. Đấy. Ok, thì có lẽ là mình sẽ chơi tới đây thôi nha các bạn. Rồi, và nói chung thì một lần nữa mình cũng xin nhấn mạnh lại việc là mình đã truyền tải thông điệp nhờ trợ giúp đến các bạn và cũng mong các bạn sẽ hưởng ứng. Rồi, và nói chung thì chúng ta cũng đã trải qua một hành trình rất là thú vị về những dấu nhân ứng của việc là chúng ta có thể là nâng cho những chú rồng ăn lên mà không cần phải chờ sự kiện nè. Và có thể là tham gia sự kiện mà có rất là lời nha các bạn. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.